Anh Eric và cô Elina Molin trước đây từng là đầu bếp ở một nhà hàng được xếp hạng Michelin. Họ nghỉ việc để khai trương nhà hàng Spill ở thành phố Malmö vào năm 2018 và chỉ bán bữa trưa. Vào mỗi buổi sáng, họ lên thực đơn dựa trên những thực phẩm bỏ đi mà nhà cung cấp giao tới. Nhân viên của Spill kiểm tra để loại ra những đồ quá đắt. Lý do mà nhà hàng có thực phẩm bỏ đi vẫn còn ăn được là do đơn vị sản xuất không đủ chỗ chứa hoặc do thức ăn nhìn không còn bắt mắt hoặc cận đắt. Nếu chúng tôi không mở Spill thì tình trạng đồ ăn bỏ đi vẫn tiếp diễn. Mục đích chính là để truyền cảm hứng tới thực khách và chỉ cho họ cách xử lý thực phẩm lẽ ra bị bỏ đi. Còn thực khách có vẻ rất thích ý tưởng này. Tôi đến đây mỗi tuần, tôi cố gắng bảo vệ môi trường thông qua cách ăn uống. Theo ước tính, vào năm 2020, Liên minh châu Âu thải ra 57 triệu tấn thực phẩm, tương đương 127 kg trên đầu người.